Tại Hà Nội, Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh Triển lãm, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức phát động cuộc thi thiết kế logo cho năm ASEAN 2020. Theo đại diện ban tổ chức, năm 2020, Việt Nam sẽ đảm nhiệm vai trò chủ tịch ASEAN. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, ngoại giao quan trọng của quốc gia. Vì vậy, các tác phẩm dự thi cần đảm bảo yêu cầu về hình ảnh, mỹ thuật và kỹ thuật. Trong đó, hình ảnh logo dự thi cần thể hiện được các đặc điểm nổi bật trong hợp tác ASEAN và thông điệp Việt Nam muốn đề cao khi giữ vai trò chủ tịch ASEAN. Đối tượng dự thi là các tác giả, nhóm tác giả chuyên nghiệp và không chuyên trong cả nước đều có thể tham gia. Ban tổ chức tiếp nhận các thiết kế dự thi đến hết ngày 11 tháng 5 năm 2019 tại Phòng Triển lãm và Mỹ thuật Ứng dụng, Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh Triển lãm, số 38 phố Cao Bá Quát, quận Ba Đình, Hà Nội.